bạn không hiểu gì về việc bạn giao tiếp sai với vô thức của bạn, để vô thức của bạn trao cho bạn hành vi nhút nhát, trao cho bạn hành vi trì hoãn, trao cho bạn hành vi lười biếng, trao cho bạn hành vi tức giận, mà bạn không hiểu rằng chính là bạn đã giao tiếp sai để mà vô thức bạn trao cho bạn đủ những hành vi vớ vẩn đó. Nếu bạn giao tiếp sai, bạn ăn đủ nỗi đau trong cuộc đời. Đây là hiện tại, đây là tương lai. Đây là mẹ của Robert Dill, hiệu trưởng của trường đại học NLP Hoa Kỳ. Và đây là ý thức vô thức. Ý thức vô thức. Đầu tiên, sự kiện đầu tiên, bà ấy là y tá của một bệnh viện. Bệnh viện này ít y tá, nhiều bác sĩ, nhiều bệnh nhân. Và bà ấy thường xuyên giao tiếp với vô thức của mình: tôi mệt muốn đi được. Comment đi các anh chị. Bởi vì nhiều lúc mình cũng giao tiếp như vậy đấy. Mệt quá, tôi mệt muốn đi được. Tôi đang thèm nghỉ ngơi muốn đi được. Điều thứ hai, sự kiện thứ hai về chồng. Chồng bà ấy là một luật sư, làm ở một công ty luật. Và rồi công ty đó phá sản. Và chồng về nói là em càng đáng gia đình nhá, anh mất việc rồi. Đương nhiên phụ nữ thì chẳng nói gì với chồng đâu. Nhưng mà bà ấy lại giao tiếp với chính mình, nói với vô thức của mình, nói với chính mình: tôi đã đang mệt muốn đi được, lại còn phải lo thêm cho lão này nữa, lại còn phải càng đáng gia đình nữa. Comment đúng như thế đi. Bởi vì nhiều lúc mình kêu than mà mình không biết là mình đang giao tiếp sai với vô thức. Tôi đã đang mệt muốn đi được, tôi thèm nghỉ ngơi muốn đi được, lại còn phải cáng đáng tài chính cho cả gia đình nữa. Điều tiếp theo, sự kiện thứ ba là về con. Học đại học xa nhà nhưng thiếu tự lập. Bà ấy lại giao tiếp sai. Mình lại còn phải lo cho cái thằng này nữa, mình đang mệt muốn đi được, lại còn phải lo cho nó nữa. Rồi cái bếp nhà bà ấy bị cháy. Rồi bà ấy lại ra, sao cuộc đời của mình lại đen đủi như thế này? Comment đúng cái giao tiếp như vậy đi các anh chị. Sao cuộc đời của mình nó lại đen đủi như thế này? Thế và rồi vô thức trao hành vi. Comment cái điều này đi. Không phải bạn dễ dàng nhận ra nó đâu. Vô thức trao, trao hành vi. Hành vi, hành vi gì? Ung thư. Bà ấy bị ung thư giai đoạn cuối rồi, ung thư vú. Ung thư. Vô thức trao cho cái hành vi này. À, mỗi hành vi đều có chủ đích tích cực. Và nó mang theo chủ đích tích cực là được nghỉ ngơi. Được nghỉ ngơi khi mà bà ấy bị ung thư. Được nghỉ ngơi rồi, đến bệnh viện làm việc. Ôi, phân cho chị ít việc thôi, chị bị bệnh rồi. Nên là được nghỉ ngơi. Bị bệnh rồi chồng mà đi kiếm việc đi, mà kiếm thì sẽ có, được nghỉ ngơi. Con tự lập đi, được nghỉ ngơi. Thấy chưa? Bạn có hiểu vô thức của bạn kỳ diệu như nào không? Trao cho hành vi ung thư đến. Đấy là lý do ung thư không phải là bệnh, mà là cơ chế chữa lành. Nhưng bạn lại không hiểu gì về vô thức của bạn hết. Bạn không hiểu gì về việc bạn giao tiếp sai với vô thức của bạn, để vô thức của bạn trao cho bạn hành vi nhút nhát, trao cho bạn hành vi trì hoãn, trao cho bạn hành vi lười biếng, trao cho bạn hành vi tức giận, mà bạn không hiểu rằng chính là bạn đã giao tiếp sai để mà vô thức bạn trao cho bạn đủ những hành vi vớ vẩn đó. Có một bạn hơn 20 tuổi rồi, tôi trị liệu cái chứng trì hoãn. Các anh chị biết không, khi con khoảng 3 tuổi thì mẹ đẻ em bé về. Và lúc đấy là rất là hào hứng với em bé và với mẹ. Mà mẹ bảo đi pha sữa, mẹ đi pha sữa đây, để con đi pha sữa. Thế là loáy hoáy, người loáy hoáy thế nào làm đổ hết cả hộp sữa của mẹ. Và rồi mẹ từ trên giường phi xuống, cầm cái móc áo nện li lịa vào con. Nhanh nhẩu đoảng, nhanh nhẩu đoảng, nhanh nhẩu đoảng. Thế và rồi con nó giao tiếp với vô thức. Lần sau ai bảo làm gì nó bảo từ từ đã. Tại vì nếu mà mình nhanh nhẩu đoảng ấy, thì có thể mình bị đánh đấy, có thể mình làm hỏng đấy. Từ từ đã. Thế là vô thức nó trao cho hành vi từ từ đã, trao cho hành vi trì hoãn.
Và tôi cốt lôi ra được cái sự kiện từ lúc 3 tuổi đã giao tiếp sai với vô thức, là nhanh nhẩu làm gì, bị đánh ra. Nên là cứ từ từ đã. Nên bao nhiêu hành vi vớ vẩn của bạn là bạn đã giao tiếp sai mà vô thức nó có, nó trao cho bạn đấy. Bệnh tật nó cũng đang trao cho bạn đấy. Vì mình giao tiếp sai, nó ra đủ thứ luôn đấy. Có chị nha, lúc mà tuổi rưỡi, bố làm lái xe và đi theo người con gái khác. Thế là mẹ cứ chuyển nỗi đau cho chị ấy. Và chị lớn lên chị giao tiếp đàn ông chả ra gì, đàn ông chẳng ra gì, đàn ông phụ bạc. Mình đã giao tiếp sai với vô thức của mình đấy. Đàn ông chả ra gì, đàn ông phụ bạc. Và các anh chị biết không, khi mình giao tiếp đàn ông chả ra gì, đàn ông phụ bạc, thì vô thức nó mang cho mình cái người đàn ông y chang như thế đến luôn. Mình thu hút y chang như vậy luôn ấy. Các anh chị ạ, đàn ông chả ra gì cả, đàn ông phụ bạc lắm. Thế sau này vớ được người chồng y xì như thế luôn. Là bởi vì mình đã thu hút anh ấy, mình đã giao tiếp như thế. Nên là bạn không thể biết được rằng bạn giao tiếp sai với vô thức thì hậu quả nó khủng khiếp như nào đâu. Trong cái cuốn sách Vị Tu Sĩ Bán Chiếc Ferrari này, ông mới nói về cái việc là chỉ cần một ý nghĩ tiêu cực thôi, khi mà mình giao tiếp sai với vô thức ấy, thì các tu sĩ Sivana đã nhận thức rất là rõ ràng cái hành trình tiêu cực đấy. Nên là mỗi khi mà giao tiếp sai là các tu sĩ sẽ vào trong thác rất sâu và ngâm mình ở thác nước đấy cho đến khi lạnh không thể chịu đựng được nữa. Họ nhận thức được cái việc họ giao tiếp sai như thế. Thế mà mình không biết, ngày nào mình cũng giao tiếp sai. Con các anh chị bây giờ đang như thế nào là các anh chị đã thu hút đến đấy. Là mình đã giao tiếp sai đấy. Không phải tự nhiên nó đến đâu. Các anh chị cứ giao tiếp con hư, con còi cọc, con ốm, con bướng. Thế mà rồi nó đến thôi. Vì các anh chị giao tiếp cái điều đấy mà lại. Nếu bạn thấy video thật sự có giá trị, hãy bấm vào nút đăng ký, ấn vào hình quả chuông, chọn tất cả để mỗi khi cô Lanh phát video, bạn sẽ là người đầu tiên nhận được.